Một chán trên. Trên lưới. Quản Nghĩa. Không chán. Đây nhanh đây nhanh đây. Đúng. Chết rồi. Thái Nguyên. Anh Dũng nhỏ trên. Rất bóng tốt, đó là pha đáp trả của Quảng Trọng Nghĩa. Điểm cho thị trấn Thủy 1-2. Bóng vẫn còn. Đánh ra. Phòng thủ tốt. Thái Bá Nguyên. Bóng chắc chắn ra ngoài. Điểm cho thị trấn 3-2. Phòng thủ 6 lùi thành công của Dũng Nhỏ. Dũng Nhỏ. Vâng. Bóng trong sân. Điểm cho Chí Minh 5-6. Lúc đó là hơn 3.560 anh em xem. Biên 4 lần thứ 2 của Bá Nguyên. Phòng thủ của Trần Sơn. Chính Trần Sơn sang. Ai đây? Hơi thiếu. Bỏ bóng. Không được rồi, rất tiếc. Điểm bóng cho Tứ Kỳ 7-6. Mình đấy là mới nghe tin đấy, còn không biết có thật đấy không. Đập bóng tốt của thầy giáo Anh. Điểm bóng 7 đều cho Chí Minh. Chuyền một tốt của Bá Nguyên, chuyền tốt rồi. Đó là một đường chuyền tới của Đào Du. Pha tấn công chéo sân không có cơ hội cản phá cho các cầu thủ Chí Minh. 8 đều cho Tứ Kỳ. Phá được. Ngày hôm nay Đức Hạnh đánh quá hay luôn, chưa bao giờ thấy Đức Hạnh đánh hay như hôm nay. Tấn công tốt của Quản Nghĩa, điểm bóng cho Tứ Kỳ. Đội điểm cho thị trấn Tứ Kỳ 9 đều. Quản Nghĩa. Cơ hội phản công, phòng thủ 6 lùi của thầy Ánh tốt rồi. Trần Sơn, không phải. Vẫn ra điểm. Quản Nghĩa tay trái nhưng mà đường chuyền rồi, phối hợp chưa được ăn ý. Nhưng mà sự cố gắng của Quản Nghĩa vẫn ra điểm. 11-10 cho Tứ Kỳ. Ai đây, Dũng Nhỏ chăng? Dũng Nhỏ rất tới. Chắn bóng thành công. Hàng rào chắn đôi giữa Quản Nghĩa và Hữu Hiễu. 12-10. Lợi về mặt thời tiết các bạn nhé, đang ngược nắng rất chói. Một chán trên cần. Đường truyền tới cọc dưới an. Một pha tấn công từ biên 4 trên cần chắn của Hữu Hiếu. Chí Minh. Quản Nghĩa. Chắn bóng thành công, hàng rào chắn đôi nữa. Xuân Đoàn 2K6 và thầy Ánh 12 đều cho Chí Minh. Của Dũng Nhỏ. Tấn công chéo sân cực gắt của Quản Nghĩa. 13-14. Tấn công tốt của thầy Ánh. 15-13. Quá hay, đó là Hữu Hiếu. 14-16. Cầu thủ rất đẹp trai, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể thao Hà Nội. Trần Sơn phát bóng 20-14. Chuyền một của Thái Bá Nguyên. Tới rồi. Đập bóng tốt. Và dứt điểm của Thái. 15-20. Điểm cho thị trấn 15-20. Xuân Điều. Xuân Đức à anh em. Và bắt bài của Thái Bá Nguyên đối với trường hạng Thiên Hiếu. Điểm cho thị trấn 16-20. Mở rộng lần thứ 2 năm 2023 gồm có 4 đội anh em nhé. Văn Minh tấn công rất tốt từ biên hai. 17-21.
cách biệt 4 điểm lợi điểm thuộc về Chí Minh bên kia lưới. Đó là pha ném gạch từ biên hai của Viết Đại, chủ công số 2. Tưởng như pha tấn công vào y, đó lại là một cái giật cổ tay của Dũng Nhỏ chéo. 23-18 cho Chí Minh. Tấn công tốt của Quảng Nghĩa, 19-24. Vẫn còn nguyên 5 set point. Các cầu mù cối ngồi lùi xuống tí. Bây giờ nhắc được. Bảo suốt rồi anh em ạ, nhưng mà không bảo được. 25-19, kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Chí Minh đã thắng tứ kỳ, hai đội đổi sân. Chắn bóng thành công, đó là Hữu Hiếu rất bất ngờ. Hữu Hiếu chắc chỉ cao khoảng 1m77 thôi anh em ạ, 75 thôi. Vòng loại cuối cùng anh em nhé, Mỏ Hồng sẽ gặp đội Cự Lạc. Nhưng mà nghe nói là đội kia sợ Mỏ Hồng và xin nghỉ rồi. Mình đấy là nghe thông tin thôi, không biết có thật không. Chúng ta cùng chờ xem ở trận đấu cuối cùng. Đập bóng tốt của thầy giáo Anh, một pha tấn công về y xuyên hàng chắn. Anh lại có lịch đi công tác Trung Quốc mất rồi. Sáng 13 là đi Trung Quốc, 17 về Sài Gòn. Đâm ra là phòng thủ 6 lùi 3-3 đi. Nhanh tay. Đúng rồi. 5-4 cho Chí Minh. Quá hay của Dũng Nhỏ. Lần này Thái Văn Nguyên đã phá chắn thành công. Điểm bóng cho thứ kỳ 5-6. Vẫn còn, không được rồi, chắn bóng thành công 8-5 cho Chí Minh. 8-5. Đó lại là Viết Đại. Trong trận đấu này Viết Đại thi đấu bùng nổ hơn rất nhiều. Sở trường là vẫn những pha tấn công từ biên hai bên huyện Gia Lộc và hai xã còn lại tại huyện Tứ Kỳ. Chắn bóng tốt của Tiến Hiếu với Quảng Nghĩa. 11-7. Chuyển một tốt của thầy Ánh. Dũng Nhỏ trên cần. 12-8. Không chắn. Và bật tại chỗ của Quản Nghĩa. Tấn công nhanh thành công. Từ đầu trận đấu đến bây giờ, đoàn 2K6 bây giờ mới lên tiếng. Thái Nguyên pha tấn công rất chắc tay. 10-14 cho tứ kỳ. Của mấy đội cũng như là những anh em có chuyên môn, mình cũng anh em bàn luận với nhau, nhưng mà mình vẫn đánh giá là chiều nay áp lực và bất lợi cũng tương đối lớn đối với đội thị trấn. Văn Minh lăn xả phòng thủ. Chết rồi. Đó là Viết Đại, một pha tấn công từ biên 4 rất bất ngờ. Sở trường của Viết Đại là biên 2, và vừa rồi các bạn có thể thấy một pha tấn công. Bóng chạm chắn và rơi trong sân. Tấn công tốt của thầy giáo Anh, một pha tấn công chéo sân đẳng cấp 19-12.
sẽ là và ra tay hết lực của quả kia, không qua được hàng trắng. 23-12. Bóng trong sân. Thời điểm cho thị trấn 13-23. 13-23 cho Tứ Kỳ. Tại cuộc trận thi đấu thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay giữa Sài Tông Bên Gia Lộc và đơn vị Tâm Lạc. Được bóng tốt của Dũng Nhỏ. 25-13 chung cuộc. Các cầu thủ Chí Minh đã vượt qua các cầu thủ thị trấn Tứ Kỳ với tỷ số 2-0.